visit the Paternoster Church, and then we're gonna walk all together to the Church of Dominus Flevit. Very special church, very beautiful church, and we're gonna see a panoramic view of Jerusalem. We're gonna be high on top of Mount of Olives, and we're gonna take a look towards Jerusalem and talk a little bit about Jerusalem. From there, we're gonna go all the way down to the buses at the footsteps of the Mount of Olives. From there, the bus will take us to the area of Jericho and to the area of the Dead Sea. The first thing that we're gonna do is we're gonna go to the baptismal site, or otherwise it's called Qasr al-Yahud, where Jesus was baptized by John the Baptist. From there, we're gonna go into Jericho. Jericho is another Palestinian city. Jericho is the location of the Mountain of Temptation. What is the Mountain of Temptation? It is the mountain where our Lord Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights, and he was tempted by the devil. There is a big monastery built on that mountain commemorating the 40 days of Jesus fasting and the temptation of the devil. We're not going to go up, but we will stand for a viewpoint and look towards the Mountain of Temptation. We're going to make a small stop at Jericho, and then we're going to leave for lunch. We're going to have lunch, and from there we're going to go to the Dead Sea. We're going to give you some time at the Dead Sea to swim. Did you bring your swimsuits, your towels, and your carry-ons? With your carry-ons, did you bring them? Ở trên đường đi hầu hết mình thấy toàn là núi, cái loại đá nó giống nhau một con. So I hope I will catch something. So I will tell you a joke about the Dead Sea as we are waiting to cross the checkpoint. Oh, checkpoint. Yeah. I will let the father just tell you what I just told you about the itinerary. Hôm nay chúng ta sẽ trên chúng ta đến cái núi Olive, sau đó đi Jericho, rồi qua sông Jordan, lên một Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúng ta đến cái ngọn núi gọi là Cám Dỗ đó, cái nơi mà Chúa Giêsu sau 40 ngày sa mạc đi Cám Dỗ, rồi sau nếu có mà tại ở tại cái vùng núi ông nói những buồn tiên tri. Nó cái dầu nữa, nhưng mà mình tới Jerusalem mình nhìn hết một cái cảnh quang cảnh rất là đẹp, mình có thể đó là chuẩn bị thực hiện đó ha. Toàn cảnh của Jerusalem nó mình lên trên. Mình sẽ ăn trưa. Rồi sau khi ăn trưa thì mình đến biển chết khoảng tiếng đồng hồ. Rồi từ cái đó mình đến khách sạn. Thì nhét dùng ngay. Thì bỏ để đây đi. Xong rồi đây. Tại nơi đây có rất nhiều nhóm du khách tới đây tham quan bà con. Thì cái nhóm mũ màu xanh nha, là nhóm 72 người đến từ Úc Châu. Rồi còn những nhóm khác họ không có dùng mũ nón giống như của nhóm Hành Hương này.
Chào bà con, hiện tại giờ mình đang đứng ở bên phần đất, đang đi ở phần đất Do Thái bà con. Cái thành phố cũng lớn quá chừng này. Thành phố lớn quá chừng. Thành phố lớn và cái màu sắc của nó thì nó cũng không đi. Còn cái này có gì nữa không phải? Đi vô, xe. Không có ép ngồi trên này thôi. Chụp mãi trên kia lắm. Đường này là con đường mà Chúa đi từ trên lễ lá đó. Thế là đón cứ cho đến vô cái cổng thành Tây của Jerusalem. Chà, có chỗ sáng không có, chỗ trên đây thôi. Không biết nữa đó, hỏi thì chắc là nó không trở lại nữa đâu. Sao mình cứ là nhóm mình đi rồi. Không đi xuống kia rồi. Khỏe rồi. Chào bà con, coi như mình đang đứng bên phần đất của bên Do Thái đó. Thì cái nơi này là cái đường mà hồi xưa Chúa đi. Cái đường này làm lễ lá đó. Họ tôn vinh Chúa Giêsu làm vua. Và trong cái thành phố này coi đây hầu hết coi như đồi núi không à. Đồi núi không coi như... coi như leo đổ xuống dốc nữa kia nó cũng đó. Rồi còn cái vườn này, còn cái vườn này coi như cái chỗ mà để mà bằng phẳng để người ta làm rất là hiếm. Coi như từ bên Providence, bên phần Palestine rồi sang bên tới phần Do Thái Israel này thì hầu hết là coi như thành phố người ta làm chung quanh những ngọn đồi. Ngọn đồi rồi ngọn núi này. Và đất thì mình thấy nó cũng rất là khô cằn. Rất là khô cằn nha bà con. Nó không có được màu mỡ giống như ở bên Việt Nam hay bên Úc hay bên Mỹ. Ở bên này coi như đất nước họ rất là khô cằn. Tại vì nó thành phố thì xây dựng ở trên cái ngọn đồi rồi những sườn đồi coi để coi như đá trắng nhiều.
Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy